Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Và hôm nay mình sẽ review cho mọi người một chiếc xe công nông đang bốc những cây ngô để chở về trại bò nhé mọi người. Đường rất là xấu này. Mọi người thấy chưa? Đó. Thì chị em đang làm và bốc ngô. Đó, có một chiếc đang chờ sẵn ở đây này. Quay trở lại tiếp tục nha. Đây đang kéo tời nha mọi người. Đó, đang kéo tời này. Mọi người thấy chưa? Rất là vất vả. Mỗi khi trời mưa là những người nông dân là họ rất là vất vả. Kéo tời, kéo tời, kéo cáp. Dây tời nhá mọi người. Đây. Đang sửa lại tời nhé. Đây đang sửa lại dây tời. Đây.
lại tiếp tục kéo tới.